đề xuất bảo hiểm y tế chi trả 100% cho người mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo. Tại báo cáo đánh giá tác động của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều trong luật bảo hiểm y tế lần 2, Bộ Y tế đề xuất quy định tỷ lệ hưởng bảo hiểm y tế 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng với một số trường hợp, trong đó có người được chẩn đoán mắc ung thư, đột quỵ, bại liệt. Đại diện vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế lý giải, đề xuất này có nghĩa là người bệnh sẽ được chi trả tối đa chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, không đồng nghĩa với việc bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám và điều trị bệnh. Theo đó, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng sẽ tính như quy định của luật bảo hiểm y tế hiện hành theo tỷ lệ thanh toán 80%, 95% và 100% đối với từng trường hợp cụ thể. Theo Bộ Y tế, nếu được đưa vào thực hiện, quy định sẽ góp phần giảm số lượng khám bệnh và tăng tính hiệu quả của mỗi đợt điều trị.